Kính thưa quý vị khách quý, xin chào mừng quý vị đã đến với Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Dàn nhạc giao hưởng London, London Symphony Orchestra rất vinh dự được mời trở lại diễn tại thủ đô Hà Nội sau buổi trình diễn hòa nhạc Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert đầu tiên vào năm ngoái. Tối nay, chúng tôi sẽ mời quý vị tham gia một hành trình âm nhạc vòng quanh thế giới. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với khúc mở đầu của một bản opera Ý. Tiếp theo, chúng tôi giới thiệu tới quý vị bè trưởng trumpet mới của dàn nhạc David Elton với bản hòa tấu cho kèn trumpet của Haydn. Sau đó là một vài vũ khúc Slavonic và màn độc tấu một bản nhạc Tây Ban Nha trác tuyệt từ bè trưởng Carmine Lauri. Phần kết của buổi trình diễn hôm nay sẽ là một trong bản nhạc yêu thích của chúng tôi. Bản giao hưởng số 5 của Sibelius. Tôi sẽ cùng đồng hành với tất cả quý vị trong suốt buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu đến với chương trình này, chúng ta hãy cùng nhau làm quen với hai nghệ sĩ của dàn nhạc LSO. Đó chính là nghệ sĩ David Elton, bè trưởng trumpet mới của dàn nhạc, và nghệ sĩ Carmine Lauri, bè trưởng violon. Xin được hỏi Carmine Lauri, vào tháng 3 năm ngoái chúng ta đã gặp gỡ nhau tại đây khi LSO lần đầu tiên trình diễn tại Hà Nội. Ngày hôm nay khi lần thứ hai quay lại trình diễn tại Hà Nội, bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình không? All right, for you. We met here last year. Indeed. For the first time. Yes. Yeah. This is the second time you come back here. What do you feel? Well, first of all, good evening, Hanoi. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào Hà Nội. I'm very happy to be here. I'm very honored to be here. And last year was my very first time to perform for you with the London Symphony Orchestra. And this year I will come and play also as a soloist with you. Okay. So, tôi rất hạnh phúc được đến đây ngày hôm nay. Tôi rất vinh dự được đến ngày hôm nay. Năm ngoái thì chúng ta đã làm quen nhau và tôi đã được biểu diễn ở đây. Nhưng năm nay có một điều khác biệt là tôi sẽ trở thành nghệ sĩ solo của dàn nhạc biểu diễn trong hôm nay. Okay, thank you very much. A pleasure. And wish you a wonderful performance. Enjoy the concert. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với David Elton. Bạn đã chuẩn bị như thế nào cho buổi hòa nhạc ngày hôm nay? What you prepared for the concert tonight? Well, we've just been on tour with the orchestra in Korea and Japan for the last few weeks. So a lot of the repertoire playing for you tonight in Hanoi has been well rehearsed and performed a lot of times already. As far as performing the solo, this is the first time I'm going to be playing it on this tour. So I've had to spend a little time at the halls before concerts and before rehearsals to be ready for tonight's performance. Okay, thank you. Chúng tôi đã vừa đi biểu diễn ở tại Nhật và ở Hàn Quốc. Chúng tôi đã biểu diễn rất nhiều các chương trình biểu diễn khác nhau. Và đến với ngày hôm nay thì tôi sẽ chơi độc tấu một bản nhạc trong chương trình. Vì thế nên tôi đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để tập luyện. Okay, thank you very much. And again, good luck for the show. Thank you very much. Thank you. Xin cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng vào với khán đài để gặp gỡ với nhạc trưởng của London Symphony Orchestra trong lần thứ hai đến với Hà Nội ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón ra sân khấu nhạc trưởng của dàn nhạc London Symphony Orchestra. Đó chính là Elim Chan, một cô gái rất dễ thương. Okay, welcome to Hanoi. Yeah. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với Elim Chan một chút. Bạn đã bắt đầu sự nghiệp chỉ huy như thế nào? How did you conducting career begin? So I was studying conducting in the United States. Tôi học nhạc chỉ huy ở tại Mỹ. For 10 years, the whole schooling, but everything changed for me when this is 2014.
Tôi đã học trong suốt 10 năm cả quá trình học tập và mọi thứ chỉ thay đổi vào năm 2014. And because I was in the competition of the LSO, conducting competition. Bởi vì là tôi đã tham gia cuộc thi để chỉ huy cho dàn nhạc LSO. And I won the first prize. Và tôi đã giành chiến thắng ạ. And that changed my life and my conducting career. Và điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi cũng như thay đổi sự nghiệp chỉ huy của tôi. And I had one year to become the assistant conductor of the orchestra and I learned a lot. Và trong một năm thì tôi đã học làm trợ lý chỉ huy của dàn nhạc. So now to be here with this orchestra is a very special occasion. Và ngày hôm nay có mặt ở đây thì thực sự là một điều rất đặc biệt đối với tôi. Okay, thank you. Thank you. So what makes the tonight's concert different? Tôi đang hỏi Elim là điều gì đã làm cho buổi biểu diễn ngày hôm nay khác biệt? So first of all, it's my first time ever to be in Vietnam. Đây là lần đầu tiên tôi đến với Việt Nam. I'm from Hong Kong originally, and I have lived in the States, in Europe. So to, you know, to actually explore Asia is very special. Từ Hồng Kông thì tôi đã sang sống cả ở châu Âu. Tuy nhiên là để tìm hiểu được về châu Á thì thật sự là đặc biệt. And last year I heard LSO was here and they loved it. They all these pictures of food and the people and and I just thought I have to be here this time. Năm ngoái thì tôi đã được nhìn thấy rất nhiều hình ảnh về thức ăn, về ẩm thực, về văn hóa, về con người ở Hà Nội và đặc biệt là được nghe những thành viên của LSO về nói những điều rất hay về Hà Nội nên là tôi nghĩ là năm nay bắt buộc tôi phải có mặt ở đây. So I just hope that tonight we will share a lot of music with you all and that you will enjoy it. Và tôi hy vọng rằng tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những bản nhạc hay nhất của âm nhạc cổ điển và chúng tôi hy vọng là bạn sẽ thích các bạn sẽ thích điều này. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón trên sân khấu sự xuất hiện của chủ tịch dàn nhạc. Chúng ta hãy cùng chào mừng Gareth Davies. Okay. Good evening. Hi, welcome again. Thank you. It's nice to be back. Vâng, tôi rất vui mừng được quay trở lại. Và ông ngày hôm nay đến với khán giả thủ đô, chắc chắn có những khán giả lần đầu tiên được xem LSO. Ông có thể giới thiệu một chút về dàn nhạc giao hưởng London không ạ? Could you please introduce a little bit about London Symphony Orchestra? Yeah, sure. The London Symphony Orchestra is 114 years old and it's the oldest orchestra in London. Dàn nhạc giao hưởng London đã 114 tuổi và là dàn nhạc lâu đời nhất ở London. At the moment, we do about 70 concerts a year in our London home, which is the Barbican Centre, and we do around the same number of concerts all around the world on tour. Chúng tôi đã thực hiện khoảng 70 buổi hòa nhạc một năm tại thành phố quê hương London và tại trung tâm Barbican, và cũng chừng đó số buổi biểu diễn lưu diễn trên khắp thế giới. We've visited many different countries over the years, as well as outside Europe, all the way to Australia, to India, China, and Japan, to name a few. Chúng tôi đã biểu diễn ở rất nhiều nơi vào năm nay, ngoài châu Âu, đó là Úc, đó là Ấn Độ, là Trung Quốc, là Nhật Bản và rất nhiều nước nữa. Now, on this tour, we started about 2.5 weeks ago in London, and then we went to Japan, and we followed that going to South Korea. But we've saved the best till last for our second visit to Vietnam. Chúng tôi bắt đầu ở London, sau đó đến Nhật Bản, tiếp theo là Hàn Quốc, nhưng chúng tôi đã dành những điều tốt đẹp nhất cho điểm cuối cùng ở đây khi đến thăm Việt Nam. Now, as well as being famous for playing concerts around the world, you can also hear the LSO online on recordings and on our own LSO Live record label. Không chỉ có những buổi hòa nhạc nổi tiếng trên khắp thế giới, bạn cũng có thể nghe trực tuyến LSO trên các đĩa thu âm trực tiếp của riêng chúng tôi. And also, many of our concerts are broadcast from London live on YouTube. So if you go online and follow the links, you can enjoy many of our concerts for free wherever you are in the world. Nhiều buổi hòa nhạc của chúng tôi ở London được phát trực tuyến trên YouTube. Vì vậy, nếu bạn lên mạng, bạn có thể thưởng thức nhiều buổi hòa nhạc từ chúng tôi miễn phí. Now, if this is your first time hearing the London Symphony Orchestra live, you may have actually heard us before without realizing it, because we actually play on many famous movie soundtracks.
Có thể có rất nhiều người mới nghe dàn nhạc giao hưởng London, nhưng các bạn đã không nhận ra được bởi vì chúng tôi cũng đã rất chơi rất nhiều bản nhạc ở phim Hollywood. In fact, you may have heard of some of them. We played in Star Wars, Harry Potter, Raiders of the Lost Ark, and many, many more. In fact, the LSO has recorded over 300 movie soundtracks. Có thể bạn đã nghe nói về một số phim rất quen thuộc với chúng ta như là Chiến tranh các vì sao, Star Wars, Harry Potter, Raiders of the Lost Ark. Nhiều hơn thế nữa, LSO đã thu khoảng 300 nhạc phim. Or perhaps maybe you're more into video games, or if your kids are. If you've played Star Wars Battlefront or Candy Crush on your mobile, that's us too. Có thể bạn thích các trò chơi video game. Nếu bạn đã chơi Star Wars Battlefront hoặc là Candy Crush trên thiết bị di động thì âm nhạc ở trong những game này cũng chính đến từ dàn nhạc LSO. Now, after we played in Hanoi last year, we had such a wonderful time that we just had to come back. We're really grateful to Vietnam Airlines for making this happen, and we from the orchestra want to thank all of the people in Hanoi for making us feel so welcome once again. Khi biểu diễn tại Hà Nội vào năm ngoái, chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời, vì vậy mà chúng tôi phải quay trở lại. Chúng tôi rất biết ơn Vietnam Airlines vì đã tổ chức chương trình này, và chúng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ở Hà Nội đã khiến chúng tôi cảm thấy được chào đón. Now I'm sure you've probably heard enough talking. Có thể các bạn đã nghe đủ rồi đúng không ạ? I think it's time to make some music. So we really hope you enjoy the concert. Should we get the orchestra on now? Yes, please. Let's do that. Và bây giờ thì tôi sẽ mời dàn nhạc ra đây để chúng ta chuẩn bị đến với những bản nhạc trong buổi tối ngày hôm nay. Please. Thank you very much. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón những thành viên của dàn nhạc giao hưởng London, London Symphony Orchestra. Thưa quý vị, với mỗi buổi hòa nhạc với một dàn nhạc giao hưởng thì các nhạc công thường lên và sẽ nghe theo chỉ huy cũng như nghe theo bè trưởng violon để chỉnh dây một cách tốt nhất trước khi các bản nhạc được bắt đầu. Trên sân khấu lúc này là những thành viên của ESO, có những người mà chúng ta có thể nhận ra họ đã từng đến đây vào năm ngoái tháng 3 và có những người mới xuất hiện trong dàn nhạc. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình hòa nhạc chính thức của buổi tối ngày hôm nay, xin quý vị hãy dành một phút đứng lên để tỏ lòng thương tiếc và tưởng nhớ cho đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư vừa từ trần. I'm sure we are all looking forward
to the performance of London Symphony Orchestra. But first, please join me for a moment of silence to honor Mr. Do Muoi, the former General Secretary of the Communist Party of Vietnam, who sadly just passed away. Could you please stand up for a minute of silence? Phút mặc niệm bắt đầu. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you very much. Và bây giờ kính thưa tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình hòa nhạc đặc biệt ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng hướng lên màn hình để đến với phần intro của chúng tôi. Kính thưa quý vị, với mục đích góp phần xây dựng hình ảnh không gian văn hóa phố đi bộ của Hà Nội, đưa các đỉnh cao âm nhạc thế giới đến gần hơn với người dân thủ đô, đưa Hà Nội trở thành điểm đến của người yêu nghệ thuật bằng những sự kiện tầm cỡ thế giới, đồng thời giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam và thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình ra thế giới thông qua việc quảng bá, giới thiệu về sự kiện trên các phương tiện thông tin, truyền thông trong và ngoài nước. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức giới thiệu sự quay trở lại của chương trình hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2018. Ngay sau đây, để chương trình hòa nhạc được phép bắt đầu, tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ bước lên sân khấu và có đôi lời chào mừng nhân sự kiện đặc biệt này. Before we start, I would like to invite Mr. Nguyễn Đức Trung, Chairman of Hanoi People's Committee, on set for an opening speech. Kính thưa các quý ông, quý bà, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các khán giả. Trước tiên là cho phép tôi xin thay mặt cho chính quyền thành phố Hà Nội bày tỏ sự chân thành cảm ơn tới tất cả các quý ông, quý bà, các quý vị đại biểu, các nghệ sĩ đã dành một phút mặc niệm đối với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười của Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu, được sự đồng ý của chính phủ hai nước Vương quốc Anh và chính phủ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng phối hợp với Đại sứ của Vương quốc Anh tại Hà Nội và có sự đồng hành tài trợ của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines tổ chức các cái sự kiện của văn hóa của Vương quốc Anh tại Hà Nội. Trong đó có cái đêm nhạc biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng của London vào buổi tối hôm nay. Cho phép tôi thay mặt cho lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ sự chân thành cảm ơn sự có mặt của ngài đặc phái viên của Thủ tướng về Thương mại của Thủ tướng Anh, của ngài đại sứ cùng phu nhân Thủ tướng của Vương quốc Anh và các vị đại sứ, các cơ quan ngoại giao cùng tất cả các quý vị đại biểu và khán giả đã đến dự cái chương trình hòa nhạc đặc biệt này. Xin được kính chúc các quý ông, quý bà cùng toàn thể các quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe và chúc cho tất cả mọi người sẽ có một đêm nhạc được thưởng thức, một cái đêm nhạc rất là bổ ích. Xin trân trọng cảm ơn. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the leaders of the city, I'd like to thank you everyone for coming and joining us in a minute of silence in remembrance of the passing of General Secretary Do Muoi. And with permission from the government of Vietnam and the United Kingdom and of Great Britain and Northern Ireland, and in coordination with the embassy here, and with support from Vietnam Airlines, the People's Committee of Hanoi is organizing this series of cultural events to mark the 45th anniversary of diplomatic relations. And allow me to, on behalf of the city's leadership, sincerely thank you everyone for coming, the special envoy for trade from the British Prime Minister, the ambassador and his spouse,
and all international organizations and representatives for coming here tonight. I wish you all health and a good evening full of music. Thank you very much. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Trung. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn các vị khách quý, các phái đoàn ngoại giao, các quý ông, quý bà và các bạn đã đến tham dự đêm nhạc ngày hôm nay. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, đồng thời là sự chào đón những thành tựu hợp tác giữa chính phủ hai nước. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự hỗ trợ hợp tác của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam đã phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện này, mang những biểu tượng văn hóa của Vương quốc Anh tới cho khán giả thủ đô Hà Nội, trong đó có buổi hòa nhạc ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị khách quý, mong ước của ban tổ chức là tạo ra những trải nghiệm văn hóa không thể nào quên, một sự kiện thật đặc biệt dành tặng cho người dân thủ đô cũng như du khách gần xa. Chương trình này là những sự kiện tương tự sẽ quảng bá với thế giới về một hình ảnh Hà Nội, những vẻ đẹp riêng nhưng cũng rất sẵn lòng đón nhận giao lưu văn hóa. Đó chính là lý do mà đêm giao hưởng hôm nay được tổ chức ở khu phố đi bộ Trái tim thủ đô Hà Nội thân yêu. Chúng tôi xin được cảm ơn Vietnam Airlines là nhà tổ chức chương trình đã mang dàn nhạc giao hưởng London, một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới với những tác phẩm kinh điển của nhân loại, tới với khán giả thủ đô. Tình yêu âm nhạc cũng như lòng hiếu khách của khán giả thủ đô trong buổi biểu diễn của dàn nhạc năm ngoái cũng tại đây đã mang lại ấn tượng đặc biệt để một lần nữa các nghệ sĩ của dàn nhạc lại đồng ý quay trở lại biểu diễn ngày hôm nay. Xin được cảm ơn thành viên của dàn nhạc giao hưởng London, nhạc trưởng Elim Chan, những người đã đi cả chặng đường từ rất xa đến đây để có một đêm diễn trong không gian sâu lắng của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Cuối cùng, chúng tôi muốn dành lời cảm ơn tới người dân thủ đô đã có mặt trong đêm hòa nhạc ngày hôm nay với tấm lòng hiếu khách, tình yêu dành cho âm nhạc và nghệ thuật, làm nên một hình ảnh Hà Nội văn minh, văn hóa. Người dân Hà Nội xứng đáng được đón nhận những chương trình và sản phẩm nghệ thuật âm nhạc đỉnh cao của thế giới. Chúng ta cũng không quên cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này: Vịnh Nha Trang, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Công ty Suntory PepsiCo. Chúng tôi mong rằng buổi diễn tối nay sẽ là cầu nối văn hóa tuyệt vời giữa Việt Nam và thế giới. Xin trân trọng cảm ơn và chúc quý vị sẽ có một trải nghiệm âm nhạc không thể nào quên. Kính thưa quý vị khách quý và các bạn thân mến, không để quý vị chờ đợi lâu hơn, chúng ta hãy cùng chào đón nhạc trưởng Elim Chan. Please welcome on stage conductor of LSO, Elim Chan, and the member of LSO. Và ngay sau đây, một phần mở đầu đặc biệt. Xin mời tất cả quý vị cùng đứng lên hướng về sân khấu và chúng ta sẽ hòa trong giai điệu của quốc ca Việt Nam với sự thể hiện của dàn nhạc giao hưởng London. Cảm ơn dàn nhạc giao hưởng London. Thưa quý vị, bản nhạc đầu tiên mà quý vị sắp nghe sau đây là của nhà soạn nhạc người Ý Gioacchino Rossini. Rossini đã viết 40 vở opera, phần nhiều trong số đó được viết theo phong cách riêng tràn đầy năng lượng. Ông rất nổi tiếng và được kính trọng bởi tất cả những nhạc sĩ sáng tác opera khác. Thậm chí ông còn được gọi là Mozart của nước Ý. Sau khi viết xong 40 vở opera, ông nghỉ hưu và trở nên nổi tiếng với vai trò người đầu bếp. Ở Ý hiện vẫn còn rất nhiều món mì pasta được đặt theo tên của ông.
Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một trong những Overture nổi tiếng của ông. Overture là một khúc mở đầu cho một buổi hòa nhạc. Và đây sẽ là một khúc mở đầu hoàn hảo cho buổi tối ngày hôm nay. Khúc mở đầu cho vở opera của ông mang tên Người Thợ Cạo Thành Seville, kể về một nhân vật rất thông minh tên là Figaro. Quý vị có thể đã từng nghe về Figaro trước đó bởi nhân vật này đã được nhắc đến trong một vở opera của Mozart. Rossini kể về phần đầu trong câu chuyện của nhân vật này. Và 30 năm sau đó, Mozart đã kể tiếp phần thứ hai. Tiếp đó chúng ta sẽ đến với bản hòa tấu Concerto cho kèn Trumpet của Haydn. Concerto là một dạng hòa tấu được viết cho một nhạc cụ chủ đạo trình diễn ở phía trước, thường là một nhạc cụ có kỹ thuật chơi khá khó. Haydn viết bản hòa tấu này vào năm 1796 cho một người bạn của ông, người đã sáng chế ra một loại kèn trumpet mới. Đây là bản concerto duy nhất mà Haydn viết cho kèn trumpet và nó đã trở thành một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất của ông. Một bản concerto thường có 3 phần, bắt đầu sẽ nhanh, sau đó chậm và lại nhanh. Các giai điệu sẽ được tiếp nối giữa dàn nhạc và nhạc công độc tấu như thể họ đang đối thoại với nhau bằng âm nhạc. Trong suốt phần thứ nhất sẽ có riêng một tiết tấu được lặp đi lặp lại. Về tổng thể thì sẽ có rất nhiều khoảnh khắc dành riêng cho nhạc công độc tấu thể hiện. Nghệ sĩ độc tấu của ngày hôm nay sẽ là bè trưởng trumpet mới của dàn nhạc chúng tôi, David Elton. David gia nhập dàn nhạc vào đầu năm nay và anh đã rời Sydney, Australia để có thể tham gia với chúng tôi. Điều đó có nghĩa là anh ấy đã phải tạm biệt gia đình vào giữa mùa hè nắng ấm để đến với một trong những mùa đông rét nhất mà chúng tôi từng có ở Anh. Thật may là anh ấy thích London, cho nên anh ấy đã quyết định ở lại và bản concerto cho kèn trumpet của Haydn là một cách tuyệt vời để giới thiệu anh ấy tới quý vị. Còn bây giờ, ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với khúc mở đầu Người Thợ Cạo Thành Seville của Rossini và bản concerto cho kèn trumpet của Haydn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Cảm ơn David cùng dàn nhạc giao hưởng London. Thưa quý vị, chúng ta đang thực sự đi vòng quanh thế giới trong buổi hòa nhạc ngày hôm nay. Chúng ta đã ghé thăm Ý và giờ sẽ đến lượt Séc. Nhà soạn nhạc tiếp theo là Antonín DVOŘÁK. Ông sống cách chúng ta 100 năm về trước tại vùng đất được gọi là Bohemia. Ông rất yêu đất nước mình nên thường pha trộn những giai điệu dân gian truyền thống trong âm nhạc của mình. Ông còn viết một trong những giai điệu nhớ quê hương hay nhất mọi thời đại trong bản giao hưởng số 9 của mình. Phần lớn âm nhạc của ông được viết dành cho quê hương mình. Ngay sau đây chúng ta sẽ nghe 3 trong số các vũ khúc Slavonic của ông. DVOŘÁK viết các vũ khúc này vào những năm 1870. Khi đó ông chưa nổi tiếng và vẫn đang cố gắng kiếm việc làm. Vì thế, ông đã tham gia một cuộc thi soạn nhạc. Một trong số các giám khảo của cuộc thi là một nhà soạn nhạc rất nổi tiếng có tên là Brahms. Brahms đã rất ấn tượng với DVOŘÁK nên đã giới thiệu DVOŘÁK với nhà phát hành của mình. Người sau này đã giúp DVOŘÁK trở nên rất nổi tiếng. Các vũ khúc Slavonic là những bản nhạc đầu tiên mà DVOŘÁK đã phát hành và chúng được đề tặng cho người đã giúp đỡ ông, Johannes Brahms. DVOŘÁK sử dụng những giai điệu dân gian truyền thống trong các vũ khúc của mình, vì thế chúng mang âm hưởng rất giống với âm nhạc mà các bạn của ông sẽ muốn nhảy theo. Các vũ khúc cũng có những cái tên rất hay. Bản đầu tiên tên là Furien, có nghĩa là một vũ khúc rất nhanh và mạnh. Bản thứ hai được gọi là Damka, có nghĩa là một vũ khúc trầm tư, hơi u sầu. Và cuối cùng là một Skosna, một vũ khúc cũng nhanh và mãnh liệt khác. Nó sẽ khiến cho quý vị muốn nhảy múa và xoay vòng theo từng điệu nhạc. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cùng tới thăm Tây Ban Nha để thưởng thức một nhạc phẩm đáng kinh ngạc khác của Pablo de SARASATE. Ông là một ngôi sao violon toàn cầu. Mặc dù nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng năm nào ông cũng trở về vùng quê bé nhỏ của mình để biểu diễn ở lễ hội âm nhạc địa phương.
Thường ông sẽ mang tới một bản nhạc mà ông viết riêng cho công chúng hâm mộ đáng mến ở đây. Sarasate xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết trong suốt quãng đời của mình. Ông là nhạc sĩ yêu thích của Sherlock Holmes và hiện nay nhiều địa danh ở quê nhà của ông được đặt theo tên. Thậm chí có một cuộc thi violon thường niên được tổ chức để tưởng niệm ông. Zigeunerweisen có nghĩa là niềm kiêu hãnh Gypsy bởi chủ đề của nó là về những người dân thành Roma. Nó được viết vào năm 1878 và giờ là một trong những nhạc phẩm hay nhất của Sarasate. Bản nhạc dài khoảng 6 phút và chứa đựng rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nó bắt đầu chậm rãi và trang nghiêm, nhưng rất nhanh sau đó nghệ sĩ độc tấu bắt đầu thêm vào rất nhiều điểm nhấn, chuyển nhịp đầy xúc cảm và giữa các đoạn nhạc. Bản nhạc kết thúc với những tiết tấu nhanh mạnh, đầy quyến rũ. Và ngay sau đây, bản nhạc này sẽ được trình diễn bởi bè trưởng của chúng tôi, Carmine Lauri. Nhưng trước đó hãy cùng đến với vũ khúc Slavonic của DVOŘÁK. Thank you.
Thank you.
Vâng, quý vị có thể vỗ tay to nữa với màn trình diễn cực kỳ điêu luyện của Carmine Lauri, bè trưởng violon một của chúng ta. Thưa quý vị, bản nhạc cuối cùng là một bản giao hưởng tới từ nhà soạn nhạc Phần Lan John Sibelius. Dàn nhạc giao hưởng London đặc biệt nổi tiếng vì chơi nhạc của Sibelius. Vì thế quý vị có thể hoàn toàn yên tâm rằng mình sắp được thưởng thức màn trình diễn chất lượng nhất. Sibelius là một trong những nhà soạn nhạc thành công trong việc mang một cái nhìn mới cho dân tộc mình qua âm nhạc, và ông là tượng đài âm nhạc nổi tiếng nhất của Phần Lan. Ông đã viết 7 bản giao hưởng xuất sắc trước khi giải nghệ với lý do rằng ông sẽ chẳng bao giờ viết được bản nào hay hơn thế. Phần lớn nhạc của Sibelius gợi lên vẻ đẹp của rừng núi và phong cảnh quê ông. Bản giao hưởng này được chia thành 3 khúc. Nó bắt đầu với tiếng kèn mời gọi và được đáp lại bởi âm thanh của núi rừng. Hãy tưởng tượng quý vị đang ở trong một khu vườn đầy những cây đại thụ. Đó là lúc bình minh, và những giai điệu mở đầu này chính là những thanh âm của ánh mặt trời lấp lánh len lỏi qua những tán cây. Quý vị bước đi sâu hơn vào trong khu rừng, và âm nhạc đang sánh đôi cùng quý vị. Khiêm lượng trở lên lớn hơn, đó là sự mô tả những cây đại thụ. Khi quý vị nghe thấy những âm điệu nho nhỏ ở đoạn mở đầu, đó là lúc mặt trời đang khẽ chiếu qua những chiếc lá. Sibelius tin rằng mọi sinh vật huyền diệu đều sống trong cánh rừng Phần Lan, và quý vị chuẩn bị được khám phá một vài trong số chúng ngay hôm nay. Khúc thứ hai giới thiệu một chủ đề và rất nhiều các phiên bản khác của chủ đề đó. Ở phần đầu, quý vị sẽ nghe một đoạn cải đàn violon bằng ngón tay, nghe giống như là ai đó đang nhón gót khẽ khàng. Khúc cuối bắt đầu với một âm thanh sắc gọn đầy hứng khởi từ bộ dây. Nó gợi cảm giác như thể có điều gì đó đặc biệt sắp sửa xảy ra. Và rồi tinh thần hào hùng tráng lệ của bản nhạc vang lên từ tiếng kèn mạnh mẽ. Đó là khi Sibelius đang mô tả một điều gì diệu kỳ mà ông đã chứng kiến vào một buổi sáng. Ông đang nhìn ra phía hồ gần nhà thì nhìn thấy 16 chú thiên Nga đang cùng cất cánh một lúc. Tiếng kèn thể hiện cảnh tượng hoàn mỹ này. Quý vị có thể nghe thấy cả tiếng đập cánh chậm chậm qua không trung của bầy thiên Nga. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ thích thú tận hưởng nhạc phẩm tráng lệ này. Đây thực sự là một tuyển phẩm. Cách tốt nhất để thưởng thức nó là cứ để cho trí tưởng tượng dẫn dắt quý vị tới vùng đất thần kỳ tuyệt diệu của Sibelius. Thưa quý vị, xin được chân thành cảm ơn quý vị. Còn bây giờ, xin được nhường lại sân khấu cho dàn nhạc giao hưởng London, nhạc trưởng Elim Chan và bản giao hưởng số 5 của Sibelius.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
vị hãy cùng vỗ tay thật lớn để cảm ơn phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng London, London Symphony Orchestra. Những giai điệu tuyệt vời đã vang lên tại đây và ngay bây giờ để cảm ơn phần biểu diễn và công sức của dàn nhạc cho phép chúng tôi được mời lên sân khấu. Xin được mời lên sân khấu ông Edward Henry Butler Vizey, đặc phái viên Thủ tướng Anh. Ông Gareth Wood, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam. Ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Ông Dương Chí Thành, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam. And now we would like to invite our honorable guests to come on stage and present flowers to the orchestra. Mr. Edward Henry Butler Vizey, the UK Prime Minister's Trade Envoy. Mr. Gareth Wood, the United Kingdom Ambassador to Vietnam. Mr. Phạm Ngọc Minh, Chairman of Board of Directors of Vietnam Airlines. Mr. Dương Chí Thành, President and CEO of Vietnam Airlines. Xin mời các vị khách sẽ đứng ở phía này ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vỗ tay thật lớn để mời ra trước sân khấu những thành viên của dàn nhạc. Now we would like to invite to come in front of the stage members of LSO. Elim Chan, conductor. Elim Chan, nhạc trưởng. Xin được cảm ơn một nhạc trưởng, nữ nhạc trưởng rất trẻ của dàn nhạc LSO, năm đầu tiên đến với thủ đô Hà Nội. Quý vị vỗ tay lớn hơn nữa được không ạ? Họ đã thể hiện chúng ta một màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng mời ra trước sân khấu Catherine McDowell, giám đốc dàn nhạc. Please come to the front of the stage, Catherine McDowell, orchestra director. Tiếp theo chúng ta hãy cùng cảm ơn bè trưởng violin concert master và người sĩ solo tối ngày hôm nay, Carmine Lauri. Bravo. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vỗ tay để cảm ơn nghệ sĩ solo, bè trưởng trumpet, principal of trumpet, David Elton. Và cuối cùng là một nghệ sĩ rất đặc biệt, Lenny McKenzie, người sẽ nghỉ hưu sau 38 năm làm việc tại dàn nhạc giao hưởng London và 15 năm làm chủ tịch dàn nhạc giao hưởng. Đây có lẽ là buổi biểu diễn hết sức ý nghĩa đối với ông. Và chúng ta không thể quên cảm ơn và vỗ tay thật lớn để cảm ơn tất cả những thành viên của dàn nhạc giao hưởng London. And we would like to say thank you to all the members of London Symphony Orchestra. Một lần nữa người dân Hà Nội xin được cảm ơn các anh các chị đã đến với chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn các vị khách quý. Thank you very much. Vâng, dàn nhạc giao hưởng London, the London Symphony Orchestra. Ngay sau đây thì dàn nhạc sẽ ra phía ngoài, phía hai màn hình ở bên ngoài để chào tất cả khán giả. Thank you very much. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Kính thưa các quý vị, như vậy là chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2018 đã khép lại tại đây. Một lần nữa chúng tôi xin dành lời cảm ơn chân thành tới dàn nhạc giao hưởng London đã đem tới cho Hà Nội buổi trình diễn thật tuyệt vời. Thank you very much once again. Xin cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Vietnam Airlines đã đưa sự kiện này tới công chúng. Cảm ơn các nhà tài trợ Vịnh Nha Trang, Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Công ty Suntory PepsiCo đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này.
Và cảm ơn những khán giả thủ đô đã có mặt tại đây ngày hôm nay, góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật đỉnh cao ngay giữa trái tim của thủ đô Hà Nội. Ngay bây giờ, khán giả phía bên ngoài hãy cùng chào đón những nghệ sĩ của dàn nhạc SARASATE London. Họ sẽ ra phía ngoài bên hai màn hình chính để chào tất cả quý vị và chụp ảnh cùng quý vị. Chúng tôi hy vọng buổi tối ngày hôm nay sẽ là một đêm nhạc không thể quên trong lòng tất cả các bạn. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.